là người nhắc rất rõ về cái di tích cho các em tham quan một số địa điểm Phú Quốc, trong đó có video cô thái chú ngữ, thầy chú có thể những chú giới thiệu để em nắm được. Các nhà trí thức chắc biết cũng biết tiếng Việt hả? Biết à? Biết tiếng Việt rồi. Tôi xin lỗi cho tiếng Lào lên cũng biết. Thì nơi đây cách đây trên 4 thế kỷ, các nhà truyền giáo có 4 người: Francisco Busimi người Ý, Francisco Dubina người Bồ Đào Nha và Bori người Ý, và một tu huynh, tức là còn một bước nữa trở thành linh mục á, tu huynh và là chức 6 của người Bồ Đào Nha đến đây truyền đạo. Sở dĩ mà chúng ta đứng đây, chúng ta không có mừng tượng ra là có cái cán thị nước mặn. Cán thị nước mặn là cái, thường thường cái bánh cán thì nó dập theo cái bụng trên 4 thế kỷ. Đấy, chút nữa đầu tiên rồi xa bộ thủy phát thì đến đây truyền đạo, mà chúng ta có thời của về các cái nhà ngoại quốc á, là đến một cái đất nước nào thì phải suy nghĩ đầu tiên là phải học cái ngôn ngữ của cái đất nước, cái nơi địa phương mà truyền đạo. Thế làm ăn kinh tế thì cũng vậy, thế ngoại giao cũng vậy. Thì bây giờ các ngài, cái rào cản lớn nhất là cái tiếng Việt, và tiếng Việt lúc đó chúng ta nói là cái từ như là cái ngôn ngữ thắng đô. Là các ngài cũng trở về khi mà truyền đạo cũng ra dấu hiệu, cũng nói ăn rượu là nhờ uống như vậy, công tế ra thì cũng nói được. Thì tôi giới thiệu cho quý anh em là trong 4 người này là rất tài giỏi, người Bồ Đào Nha và người Ý. Là như gần toàn cầu với bà con trong dòng họ, chẳng hạn ví dụ mẫu má thì tiếng Latin là mater, mater. Còn cái tiếng cha ba, pater, pater. Chắc cái sinh viên học về ngôn ngữ thì cũng đào sâu. Chắc cho nên là từ cái lấy cái tiếng Latin mà đưa ra cái âm sắc của An Nam, người Nam. Thì các ngài đến ở đây là đất đai của ông bà. Ngày xưa ông bà này cũng dạy học, rồi nhường cho cái có một cốc cái nhà trống để mà môn sinh nó tới học, thì nhường cho các ngài xuống cái cảng thị chỗ chủ bà đây. Đi giao lưu thì gặp ở đây thì xin được dạy kinh bổn giáo lý Bình Đạo, thì họ nói rằng rất là cao quý. Chỉ có dân tộc Việt Nam từ Bắc Việt Nam một cái ngôn ngữ nói nhiều hiểu viết thấy biết được, các nước khác thì tính này nói khác, tính kia nói khác đó, cho nên chúng ta thấy đọc người Việt Nam cũng là chứ các bạn Lào cũng có tiếng Việt không? Học tiếng Việt cũng giỏi chứ đó. Thích tiếng Việt không? Cái gốc cây này á là một cái symbol, một cái biểu tượng để mà nhớ lại. Rồi trong này nó có 16 cành thì tội với một tội với một cánh tay đó là 16 cành. Lúc đó là cái địa phận đằng trong nó 16 giới phận. Trên đây cành ở đây cán thầy nó có bà. Nó to và nó có cái tấm cả.
giờ nó mới biết là nãy giờ tưởng là bình thường như bình nào nhờ, không có đi vào hết á. Đi Trung Quốc. Cái bồ này là ấy không? Thì loại ra. Cái con kia là con khác rồi. Từ từ on, từ từ on. Đó. Bè ra. Ngọc anh ơi, nó em đứng đây chụp cái này đi. Tiếng Bồ Đào Nha có hết. Tiếng Bồ Đào Nha này. Giờ đứng đây chụp cái này. Tiếng Ý này.